chương trình Sun City được phát sóng vào 19 giờ mỗi tối. Cách đây vài giờ, trên trang cá nhân của mình, Uyên Linh chia sẻ hình ảnh một tờ tường trình về việc cô bị mất hành lý ở sân bay. Một điều lạ là trên bản tường trình gửi cho cơ quan chức năng, Uyên Linh đã xin tao, nhưng rất nhanh chóng, nữ ca sĩ đã lý giải do mình giận quá nên líu lưỡi. Theo như những gì Uyên Linh chia sẻ trong bản tường trình, khi đáp chuyến bay từ Paris, Pháp về lại thành phố Hồ Chí Minh, lúc đi qua máy soi an ninh ở sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất đã để quên một chiếc túi giấy, trong đó có một số đồ đạc và một hộp nữ trang trị giá khoảng 100 triệu đồng. Uyên Linh ra khỏi cửa soi hàng lúc 6 giờ 39, phát hiện mất tư trang nên đã quay lại máy soi lúc 6 giờ 47 và không tìm thấy nữa. Chia sẻ trên trang cá nhân, bên cạnh việc giải thích vì sao xưng tao trong bản tường trình, Uyên Linh còn nhắn nhủ mọi người khi đáp máy bay sáng sớm nên cẩn thận với hành lý và tư trang cá nhân vì rất dễ bị thất lạc. Nữ ca sĩ cũng xem sự việc lần này là do bản thân không may mắn và nhiều khán giả đã vào an ủi, mong cô sớm tìm lại được hành lý của mình. Sau khi chia sẻ về chuyện tình yêu với nhạc sĩ Nguyễn Đức Cường, Vũ Hạnh Nguyên phải nhận về khá nhiều phản ứng tiêu cực từ phía một số cư dân mạng. Song, nữ ca sĩ tỏ ra khá bình thản trước những comment khó chịu. Cô cho hay, tình yêu là chuyện của hai người, còn những người ngoài, ai chúc phúc, cô cảm ơn, ai mỉm mai thì bỏ qua. Có không ít bà mẹ bỉm sữa tỏ thái độ khó chịu khi Vũ Hạnh Nguyên phát ngôn rằng, đối với con của người đàn ông mà mình yêu thương, tôi không chắc có thể yêu thương bé đến mức đó. Thậm chí có những người chỉ trích, mỉa mai rằng nữ ca sĩ đích thực là mẹ ghẻ nên mới có thể phát ngôn như vậy. Đáp lại, Vũ Hạnh Nguyên cho rằng cô chưa sinh đẻ bao giờ, chưa chăm sóc trẻ con nên chẳng thể yêu thương ai như con ruột. Theo tờ The Guardian Australia, một tổ chức phi chính phủ của Malaysia ở Australia vừa ra thông cáo báo chí kêu gọi Miranda Kerr trả lại những món quà mà tỷ phú Malaysia Cholo mua cho cô bằng tiền biến thủ công quỹ. SABM Australia, một tổ chức phi lợi nhuận có trụ sở ở Úc, ủng hộ việc tăng cường quản lý ở Malaysia, nói rằng không có bất kỳ cáo buộc nào đối với Miranda Kerr, nhưng khuyên cô nên bàn giao tất cả những món quà nữ trang từ Cholo, tờ báo viết. Tổ chức này mong Miranda Kerr hãy học theo Leonardo DiCaprio, vì tài tử Hollywood đã sớm nộp lại những tác phẩm nghệ thuật trị giá 3,2 triệu đô cho chính phủ Mỹ. Người phát ngôn của Leo giải thích, tỷ phú Cholo từng tặng nam diễn viên món quà này để gây quỹ trong cuộc bán đấu giá từ thiện cho tổ chức bảo vệ môi trường mà Leo thành lập. Vào tuần trước, trong báo cáo điều tra của DOJ, tỷ phú Malaysia đã biến thủ 4,5 tỷ đô từ quỹ phát triển IMDB do thủ tướng Malaysia thành lập. Joe đã dùng một phần trong số tiền này để chiếm đoạt, mua quà tặng cho nhiều người, bao gồm Miranda Kerr. The Guardian trích dẫn báo cáo của chính phủ cho biết, trong thời gian hẹn hò vào năm 2014, Cholo đã tặng siêu mẫu Australia viên kim cương hình trái tim 11,72 carat. Tỷ phú tiếp tục tặng cô trang sức 1,9 triệu đô trong chuyến du lịch dài ngày trên du thuyền mới Equanimity vào cuối tháng 7, đầu tháng 8 năm 2014. Cuối năm đó, Miranda nhận thêm dây chuyền kim cương trị giá 3,8 triệu đô, vòng cổ 800.000 đô từ đại gia sinh năm 1982. Tổng số trang sức mà Cholo tặng Miranda lên đến gần 10 triệu đô. Miranda Kerr và người phát ngôn của cô chưa có bất kỳ lời bình luận nào trước vụ việc này. Cảm ơn các bạn đã theo dõi Sun City và đừng quên cập nhật những thông tin nóng nhất của Sun City bằng cách subscribe kênh SML Channel nhé.